Xin chào quý anh chị thân mến, hôm nay thì Ngọc Nhật Toki có về được một siêu phẩm sưu tầm rất là lâu rồi và em cũng chờ đợi, và bây giờ thì đã về tới Việt Nam rồi cả nhà. Thì để đỡ làm mất thời gian thì em đã khui tạm ra phần nắp thùng và bây giờ là bên trong chiếc thùng gỗ này cả nhà. Đây là một chiếc thùng gỗ cực kỳ lớn nhá. Đây chị có thể thấy là kích thước bên này là 66 một chiều, với một chiều còn lại là 68, wow, 66 và 68 nha. Em thì cũng có khui tạm ra sơ sơ và cũng bật mí với cả nhà luôn, đây là một cặp tượng ông Tơ Bà Nguyệt mà em tin chắc rằng là có lẽ là chưa có cặp ông Tơ Bà Nguyệt nào tại Việt Nam kích thước to như thế này cả nhà. Đóng một cái thùng gỗ rất là hoành tráng rồi tới Việt Nam luôn. Và bây giờ thì cũng sẽ khui ra nha. Đây, trước tiên thì cái cơ chế khui của chiếc thùng gỗ này là chúng ta sẽ rút cái nắp như la như thế này nhé cả nhà. Đây có lẽ là tượng ông Tơ Bà Nguyệt to nhất Việt Nam và xứng đáng sưu tầm nhất cả nhà. Đây, giờ trước tiên thì là như là thần thoại ông Tơ Bà Nguyệt thì có nói là ông thì cầm một cái cào, còn bà thì cầm cái chổi, một người quét ra thì một người cào lại. Đây cả nhà, và bây giờ thì em sẽ bắt đầu khui tượng ông Tơ Bà Nguyệt siêu to khổng lồ này ra để giới thiệu đến cả nhà nhé. Đây, còn cả nhà cùng chung mặt với giống Nhật Toki và cùng khui hàng với em luôn, tại vì cũng vừa khui về tức thì và em cũng đang cực kỳ trông mong, tại vì rất là lâu rồi cả nhà ơi, em đã chờ đợi rất là lâu rồi. Đây là tượng ông Tơ nhá, anh chị yêu mến món đồ sưu tầm này thì có thể sưu tầm chung với giống Nhật Toki nhá, một bức tượng siêu to khổng lồ luôn. Đây là tượng ông Tơ, cả nhà có thể thấy là với chiều cao thì đâu đó rơi vào gần 60. Đây cả nhà, chúng ta cho cả nhà xem. Ô, không, chính xác là hơn 60 nhé cả nhà, gần 65, hơn 60, gần 65. Còn đây là tượng Bà Nguyệt thì cũng sẵn tiện khui cho cả nhà cùng chiêm ngắm với gốm Nhật Toki luôn nha. Một tượng cực kỳ lớn đây. Mời cả nhà cùng chiêm ngắm với gốm Nhật Toki bức tượng Bà Nguyệt này nha. Xin được phép khui ra để nhanh thôi, để có thể chung cái niềm vui này với anh chị. Anh chị có thể cùng chung ngắm với giống Nhật Toki nha. Có bức tượng rất là lớn. Cũng rất là nặng luôn cả nhà ơi. Và đây là Bà Nguyệt. Đây, cả nhà có thể cùng chung ngắm với giống Nhật Toki một cặp tượng siêu to khổng lồ nha. Và bật mí thêm cho cả nhà là riêng cái kiện này về thì em cũng đã cân ký nguyên tổng thể luôn, bao gồm cả hộp gỗ và tượng là lên tới 25 kg cả nhà, rất là lớn đúng không. Đây là tượng Bà Nguyệt, rất là sắc sảo từng chi tiết một nha. Đây, Bà Nguyệt thì sẽ có chiều cao lên tới đó là khoảng 55 phân, ông là cao hơn 60, bà là cao hơn 50, là chắc chắn rất là đẹp cả nhà. Một cặp ông Tơ Bà Nguyệt nói là xứng đáng để sưu tầm, và mọi thông tin chi tiết thêm về cặp tượng này anh chị có thể cùng sưu tầm với gốm Nhật Toki nhá. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều, em xin chào đặc biệt và hẹn gặp lại.